Trả mạng lại cho tao. Không phải. Không phải tôi mà điên. Không phải tại tôi. Không phải tại tôi. Không trả phải. Không phải tao. Mà đừng. Đừng. Trả tôi sẽ mạng lại. Trả mạng lại cho tao. Tao giết mày. Tao giết mày. Ê, vô hết 100% nha. Em xíu nha. Nè, uống hết luôn nha. Rồi. Đám vỗ của ba tôi chơi 100%. Rồi rồi. Vô. Mất. Đừng có lợi dụng đám vỗ cậu mày mà ăn nhậu cho dữ vô rồi quậy nghe mày. Gì gì? Mà nói gì vậy? Con không nghe gì hết trơn á. Thằng quỷ. Giả bộ hả mày? Okay, thôi mà má chị tôi đi. Thôi để cho nó ăn đi. Anh Út Mất nè, lẽ ra anh phải học trường sân khấu. Anh mà học trường sân khấu hả? Anh nổi tiếng chắc luôn. Đồng đủ quá ha. Vui vẻ quá ha. Anh làm cái gì ở đây vậy? Cái gì vậy? Ôi trời. Nè, chú làm gì vậy? Anh muốn cái gì? Các anh làm ăn kiểu gì vậy? Chỉ có một thằng nghiện thôi mà các anh cũng không kiểm soát được nữa là sao? Xin lỗi cô, đã để cái điều đáng tiếc đó xảy ra. Mà thật ra tôi cũng đã cho tụi nó một trận rồi. Xin lỗi hả? Xin lỗi thì được cái gì chứ? Hả? Các người có biết là các người thả con nghiện đó ra, nó đã hủy hoại cả cuộc đời của tôi. Nó... Này. Nhưng cô luôn luôn biện minh cho mình là đúng. Vậy cô có lời nào giải thích với tôi về những chuyện đã xảy ra? Dạ... Thưa bác, con... Sự thật đã rõ như vậy, cô định biện minh tội ác của mình bằng cách nào đây? Thật ra con có nỗi khổ riêng, mong bác hiểu cho con. Trình độ của tôi thấp kém, nên tôi không hiểu được hạng người cao sang lắm thủ đoạn như cô đâu. Em chỉ có thể lựa chọn giữa tình yêu và tham vọng. Em không được chọn cả hai. Hầu như ngày nào nó cũng lành quành ở đây hết á. Nhưng mà cả tháng nay á, mất tích rồi. Tôi cũng không biết nó ở đâu hết á. Mà nếu tôi muốn tìm anh ấy, tôi có thể tìm ở đâu? Anh có biết không? Làm sao mà tôi biết được. Có khi á, chết bò chết mũi đâu không chừng. Vậy chứ đằng cuối rồi. Anh cầm đi, anh giúp tôi nha. Anh gọi tôi là gì? Là quỷ hả? Hả? Mày à... Anh đã từng thấy quỷ chưa? Mày đúng là một con quỷ. Đúng. Chính anh là người đã biến tôi thành một con quỷ. Anh tưởng là anh có thể uy hiếp tôi suốt đời hả? Anh tưởng mình là ai? Hả? Chỉ là một con nghiện ghẻ lởn. Tôi đã hạ mình, chấp nhận tất cả những điều kiện của anh. Đáng lý ra anh nên biết điều. Anh nên cầm tiền và cấm cái miệng anh lại. Nhưng rồi anh lại xuất hiện trước mặt chúng tôi. Anh đe dọa và tiếp cận anh ấy. Anh muốn cái gì hả? Mày tưởng bao nhiêu đó là đủ sao? Mày đã cướp đi tài sản của tao. Tao muốn lấy lại tất cả. Anh Niên, anh nghe cho rõ đây. Tôi đứng tên hợp pháp trên mọi giấy tờ. Anh lấy gì chứng minh tôi là kẻ cướp? Tuy nhiên, tôi sẽ làm theo tâm nguyện của má.
tôi sẽ cho anh trở lại trại cai nghiện để làm lại cuộc đời. Khi nào mà anh sống cho ra một con người, tôi hứa sẽ chia cho anh 1/3 tài sản. Anh nghe rõ chưa? Không, không, tao không thể trở về trong đó. Chỗ đó là mồ chôn tao. Thả tao ở ngoài, tao chết tao còn sung sướng hơn. Đồ chó, mày dám lừa dối tao, tao không tin mày. Tao không bao giờ vô trong đó. Khốn nạn, tao nói cho mày biết, tao chết, tao thành ma, tao cũng không tha cho mày đâu. Được rồi, tôi không cho phép anh ở ngoài này quá lâu. Khốn nạn, thả tao ra, tao không muốn ở đây. Tao không muốn ở đây. Đó mà còn la như vậy nữa, mày đập nó mềm xương cho tao. Dạ. Biết chưa? Thả tao ra. Thả tao ra. Trước kia nó là một đại công tử. Nghe nói bà già nó là một giám đốc khách sạn lớn, có nhiều bất động sản. Nhưng mà từ khi nó dính vô ma túy á, nó phá tan sự nghiệp gia đình nó luôn. Khoan khoan, anh có biết khách sạn đó là khách sạn nào không? Hình như là khách sạn Bích Ngọc, nằm ở quận 10 á thì phải. Bích Ngọc là tên mẹ nuôi của chú Dương mà. Sau đó nó bị bà già nó từ mặt. Nó lang thang á, rồi vô trại cai nghiện, mới trốn ra đây thôi. À, anh có nghe nói là mẹ của anh ta còn hay mất không? Hình như nó nói là mẹ nó mất rồi. Giờ mà nó có nhà mà cũng về không được. Tại sao vậy, anh biết không? Nè anh, đẹp quá. Sao hôm nay anh có hứng thú đem ra đây vậy? Thì lâu lâu cũng cần phải thay đổi không khí chứ. Anh thích nơi này. Đâu là con người thật của em hả chú Dương? Nếu như có một điều ước, em ước lúc nào mình cũng như thế này á. Em từng mơ một ngày kia có chàng bạch mã hoàng tử xuất hiện, người ấy sẽ cùng em tận hưởng những giây phút lãng mạn nhất cuộc đời này. Anh có nghe em nói gì không? Hả? Em vừa nói gì? Anh suy nghĩ gì mà nãy giờ không nghe em nói gì hết trơn vậy? Từ khi quen em, anh chưa hề giấu em chuyện gì. Mọi thứ với anh rất rõ ràng, từ tính tốt đến tính xấu, chuyện hay ho hay tồi tệ gì của anh, em cũng đều biết rõ hết. Em có công nhận như vậy không? Ừ. Vậy còn em? Ừ? Có bao giờ em thắc mắc gì về anh không? Em cũng muốn hỏi điều gì không, anh sẵn sàng trả lời cho em biết. Còn anh, anh muốn hỏi em nhiều thứ lắm. Những câu hỏi cứ đè nặng trong lòng anh. Dạo gần đây anh luôn thấy mình khó thở. Nhiều lúc em cũng muốn nói hết với anh, rồi ra sao thì ra. Nhưng rồi em lại sợ. Sợ cảm giác mất anh lắm. Khi anh biết được sự thật về em. Có những chuyện vượt quá giới hạn, nhưng nó đã xảy ra. Sau khi nhìn lại, mình thấy nó tồi tệ. Nhưng mà trốn tránh không phải là cách. Hãy nhìn thẳng vào sự thật để sửa sai, vậy mới mong có một cuộc sống tốt hơn em à. Viết ra nỗi đau thì dễ, nhưng mà để nói ra nỗi đau với một ai đó thì không dễ đâu. Em không tin anh sao? Em tin anh mà.
Với một người đa nghi như em, để kiếm một người mình tin tưởng không dễ. Vì vậy em rất sợ mất anh. Xem lại nghĩ là anh sẽ thay đổi khi biết được sự thật. Tại sao anh không cùng em tận hưởng những giây phút hạnh phúc như vậy? Anh cần biết quá khứ của em để làm gì chứ? Anh không phải là một kẻ tọc mạch. Anh cũng không muốn dịch lại quá khứ của người mình yêu để làm gì. Nhưng biết không, cái quá khứ kia đang ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai của chúng ta. Và anh cần biết điều đó là gì. Thôi được, anh cho em một chút thời gian đi. Em sẽ nói cho anh nghe. Nhưng mà không phải lúc này. Em đã từng nói câu này với anh lâu lắm rồi. Lúc mình đang đi chơi ngoài biển và em gặp người đàn ông kia. Anh phải chờ đến bao giờ nữa? Em không muốn anh nghĩ tới hắn ta. Hắn ta? Sao anh nhắc tới hắn ta giọng em bực dọc dữ vậy? Vậy hắn ta là ai? Có liên quan gì tới em? Sao em không dám nghe? Điện thoại không quan trọng thì em không nghe thôi. Em đừng có ngụy biện nữa. Em không có ngụy biện. Anh không tin em sao? Anh nghĩ em có người khác hả? Anh không nghĩ như vậy. Nhưng mà anh muốn biết, xem luôn giấu anh những mối quan hệ của em, rồi những cuộc điện thoại mờ ám như vậy nữa. Anh làm ơn đừng có kiểm soát em như vậy được không hả anh Hiếu? Em yêu anh, nhưng mà em cũng cần có một khoảng thời gian riêng tư của em chứ. Em đã từng nói với anh sao? Em nói em với anh là một. Vậy mà bây giờ em nói là em cần khoảng trời riêng tư. Khoảng trời riêng tư đó của em là gì? Đủ rồi, em mệt mỏi lắm. Đôi khi em ước gì em không phải thức dậy mỗi buổi sáng để em phải thấy thực tại ngày hôm nay. Em không muốn thấy tất cả những gì về quá khứ của em. Đôi lúc em ước em là một người điên để em không còn tỉnh táo nữa. Mở ba. Dạ. Tôi thấy vụ này không có được rồi nghe. Dạ sao chị? Bữa nay là ngày giỗ của ba thằng Hiếu, cũng là ngày nó đưa bạn gái nó về. Trước là dự đám, sau là ra mắt bà con. Dạ. Mở coi cái chuyện quan trọng vậy đó mà giờ này không thấy mặt mũi hai đứa nó đâu hết á. Dạ, tụi nó cũng sắp về tới rồi chị. Chị thông cảm đi, tụi nó công việc nhiều lắm. Mở chưa gì á mà đã binh con dâu rồi. Tôi thấy vậy là không có được đó nghe. Chuyện gì bằng quan trọng bằng cái chuyện dỗ quải ông bà cha mẹ đâu. Chị, chắc nó về trễ chút xíu thôi mà chị. Má, biết đâu á xe hư xe hỏng thì sao? Mà ba, má con á khó tính như vậy, cho nên á con đâu dám lấy vợ gì đâu. Con sợ con vợ con á nó dính đạn. Cái thằng mày nói cái gì? Tao mà khó hả? Tao mà khó thì má, cái má, họ này má. Nó loạn hết rồi. Trời, nhất má, là cái đám thanh niên như tụi bay á. Tụi bay có biết hay má, không vậy hả? Cứu con rồi, má. Ông nội bay còn sống á, tao đố đứa nào mà hó hé. Quy tắc đặt ra hả? Tuân theo răm rắp á. Dạ, mà má ơi, thời buổi hiện đại rồi, má cổ hủ quá à. Má hở ra cái gia phong lễ giáo, con nghe con nổi da gà rồi. Má con bà nói đúng đó. Đừng có chọc sùng bà. Bà mà nổi sùng lên á, bà giác chỗ già mà rượt ra tới đầu ngõ là mang nhục á. Cái thằng này hả, nó không chọc tôi chửi á là nó ăn cơm không có ngon. Má bớt bạo lực chút đi má. Cái thằng mày nói cái gì? Hở ra cái là má phan con à. Cháu dâu tương lai mà thấy vậy á là chạy mất dép luôn. Bạo lực hả? Tổ cha mày chứ bạo lực hả? Ủa Hiếu, anh Út Mót. Ừ, rồi chọc cô hai nữa phải không? Đây đây đây. Dạ. Dạ con chào. Dạ thưa bác, má với cô hai con mới về. Ừ, chào con. Đưa đây bác. Tụi con về có mệt không con? Dạ, dạ không bác. Á.
Cả nhà trong tụi bay đỏ con mắt luôn vậy đó. Mai mốt á, phải về trước một ngày để phụ lo cúng ông bà nữa, chứ có phải khách khứa gì đâu mà tới giờ ăn mới có mặt. Dạ. Chị này. Ê, bà là tổng tư lệnh cái ngôi nhà này nè. Chỉ có mình tôi á mới dám chọc bà thôi đó. Đúng, suốt ngày cứ chọc cô hai, em sợ anh luôn á. Dạ thưa cô hai, lần này tụi con nhận lỗi, cô hai thông cảm, tại có hợp đồng hẹn tụi con ký nên về trễ. Con hứa với cô hai á, năm sau con với Chiêu Dương sẽ về sớm một ngày. Gia đình này á, trọng lễ nghĩa, tiếng chào cao hơn mâm cỗ. Cô nói vậy á, để cho tụi bay biết, chứ không phải khó dễ gì bay đâu. Dạ con biết rồi, thôi để tụi con vô phụ mọi người. Thôi được rồi con, bây giờ tụi con chỉ có việc là chất trái cây lên bàn thờ. Đồ ăn đồ cúng má nấu xong hết trơn rồi á, mình dọn ra đây á, rồi cúng luôn một lượt luôn hen. Dạ. Dạ. Em, chút nữa thắp nhang cho ba chồng tương lai á, em nhớ thông báo với ba là năm sau gia nhập gia đình này nha. Anh này. Bác, để con phụ bác. Mày là lũ ăn hại, làm sao tao nói chuyện với người ta đi, trong khi tiền tao đã nhận hết rồi. Dạ em xin lỗi đại ca. Hả? Dạ đại ca ơi, cho tụi em xin vài ngày nữa, nhất định em sẽ lôi cái thằng Nghĩa nó về cho đại ca. Mày... Tao đâu có ép thằng đó cho tụi bay 3 ngày rồi. Nếu con nhỏ nó biết được thằng Nghĩa nó trốn, làm sao đây? Sẽ chết với nó. Làm ăn phải có uy tín chứ, không có uy tín hấp cháo mạng. Dạ đại ca ơi, em không ngờ tối tụi em mệt quá, nó tháo dây nó bỏ trốn đại ca ơi. Cái đứa ăn hại mày, tao cho mày một ngày nữa nghe. Nếu mày không tìm được nó về cho tao, đừng bao giờ nhìn tao nữa. Mày đi. Dạ. Biết. Dạ. Dạ. Thì tìm nó lại lên. Đi đã. Cái đứa ăn hại. Đúng là cái lũ ăn hại. Dạ mời chị. Vô đi vô đi. Nè, uống hết luôn nha. Vô. Mời anh. Vô. Món này vừa miệng không chị? Dạ dạ cảm ơn. Mời mọi người. Dạ. Khỏe à? Khoan đã con. Dạ. Đứng lại đây chút xíu. Mời anh. Chị Tám. Dạ. Kính thưa anh chị, đây là Chiêu Dương, là con dâu tương lai của tôi đó. Nè con. Dạ. Đây là Dượng ba. Dạ con chào Dượng. Đây là cô Chính. Con chào cô Chính. Còn đây á là vợ của Dượng ba. Dạ chào gì. Chào con. Còn đây á là Dượng bảy, đều là bà con bên nội của ông Hiếu. Dạ. Thôi con vào trong đi con. Dạ. Chúc cô chú ăn ngon. Được rồi con. Mời anh. Mời chị. Nè, mời dạ, chị. Mời chị. Dạ. À, dạ. Mời mọi người. Dạ. Chị hai. Chừng nào cho tụi tôi uống đủ mừng mấy cháu đây. Mà ba nó cũng đi coi ngày rồi, chắc là cuối năm nay gì đó. À, dạ. Vậy tụi tôi bỏ heo lần lần là vừa rồi hả chị? Dạ. Thấy con dâu nó cũng hiền ngoan. Tôi cũng trông á. Dạ. Là khi đám cưới xong rồi á, nó sanh liền hai ba đứa gì đó để cho mợ ba nó trông coi, rồi có cháu mà hủ hủy. Dạ. Em cứ Chiêu Dương khéo tay quá ha, nấu món này ăn đi chị. Vô. Dạ. Dạ cảm ơn. Vô. Ê, vô hết 100% nha. Em xíu nha. Nè uống hết luôn nha. Rồi. Đám dỗ của ba tôi chơi 100%. Rồi rồi. Vô. Mất. Đừng có lợi dụng đám dỗ cậu mày mà ăn nhậu cho dữ vô rồi quậy nghe mày. Gì gì mà nói gì vậy, con không nghe gì hết trơn á. Thằng quỷ giả bộ hả mày? Okay, thôi mà má chị tôi đi. Thôi để cho nó ăn đi. Anh Đức Quốc nè, lẽ ra anh phải học trên sân khấu. Anh mà học trên sân khấu hả, anh nổi tiếng chắc luôn. Đồng đủ quá ha, vui vẻ quá ha. Anh làm cái gì ở đây vậy? Ê, cái gì vậy? Ôi trời. Nè, chú làm gì vậy? Anh muốn cái gì? Con nhìn tôi nha chú. Đây. Tầm mấy vậy? Tầm mấy đây? Nghẹp. Sao sao giống tầm bà quá vậy? Dạ không có đâu chú, lời tốt. Ở bên dưới coi. Tốt cái gì? Dạ, kiểm tra túi này cho tôi luôn nha. Dùng này á, thổ nhưỡng hợp với loại trà ô long. Nhưng mà nếu anh tập trung sản xuất loại trà hương bình thường này thôi á, rồi tiêu thụ ở trong nước không, thì không có khá được đâu. Cho nên bây giờ á, anh phải tập trung mua và sản xuất chỉ một loại trà ô long thôi.
lợi nhuận rất là cao. Vì cái loại trà ô long này đang được châu Á rất là ưa chuộng. Trước đây tôi chỉ thu mua tất cả các loại trà, sau đó sấy khô và cung cấp hàng thô cho các nhà máy. Sau này thì tôi mở thêm công ty sản xuất trà ướp hương. Đó cũng là sản phẩm chính của công ty tôi. Gia đình tôi đã làm nghề này ba đời nay rồi. Còn chuyện ông vừa nói hả, chúng ta sẽ bàn tính sao? Làm ơn đi anh Đam, lần này không trừ nợ cho tôi được không? Con tôi nó ở nhà nó bị bệnh, tôi cần đưa gấp đi bệnh viện. Đi mà chú. Không được, chị nợ nhiều rồi, bây giờ không trừ, biết bây giờ mới trả nợ. À, hay là anh cho tôi trừ một nửa thôi, rồi tôi nhận một nửa. Coi như là tôi đội ơn anh, tôi mang ơn anh lắm. Đi mà anh, tôi đội ơn anh. Chú Đam ơi, coi lại trong sáu nó nhờ. Trừ hết rồi lấy gì dạ. Nó sống chú Đam. Dạ. Vậy mấy người không trả chắc là không sống chắc. Nếu ai cũng như mấy người thì cái công ty này có tồn tại không? Cũng may là tôi còn cái để trừ. Lẽ ra mấy người phải vui mới phải. Dạ. Tôi biết là tôi mắc nợ ông, nên bây giờ bán trà trừ nợ là đúng. Nhưng mà thật sự là lần này tôi rất là kẹt tiền. Cô tôi nó bệnh ở nhà. Chuyện nhà của cô thì tôi không quan tâm. Mấy người thì lúc nào chẳng có lý do này hay lý do nọ. Lúc tới mượn tiền thì nói chuyện ngọt xớt rồi. Là bán trà mùa sau sẽ trả hết. Mà cuối cùng có trả được đâu. Chú Đam. Dạ. Cứ theo nguyên tắc mà làm. Trả hết thì cho mượn tiếp. Ông dạ. Ông ơi. Dạ. Anh Đam ơi, giúp giùm tôi với. Có nghe ông chủ nói gì không? Đi đi. Dạ. Nè, mời ông ngồi. Chiến lược của tôi là cho mượn tiền trước, ép họ bán hàng cho mình sau khi thu hoạch. Như vậy thì chắc ăn hơn. Nhưng cũng cần phải có một số tiền lớn để ứng trước, không mạnh là chết. Ngoài tiền, tôi biết anh còn có một đám đàn em rất là hữu dụng. Đúng vậy. Nếu không có tay chân thân tín đứng ra, một mình tôi thì làm sao tôi quản lý được. Anh đừng tưởng là nông dân họ hiền. Có những thằng cũng lầy lắm, không mạnh tay thì tụi nó lì ra. Tôi thích anh cái vụ này nha. Đó là lý toilet rồi leo lên làm gái quán bar. Tao nói đúng không? Và bây giờ trở thành một kẻ cướp. Tất cả mọi người hãy nhìn mặt ở đây. Bác đừng tin những gì anh ta nói. Anh ta chỉ nói có một phía thôi. Bác hãy nghe con. Tao nói mày làm là mày phải làm liền. Sao? Hả? Giờ mày muốn sao? Mày nói đi. Mày muốn ra ngoài kia tiếp khách hay là muốn chào bồ cầu tiếp? Mày phải đi. Mày phải đi tiếp khách cho tao. Tôi không tiếp khách cho tao. Tôi không tiếp khách. Hãy đi. Không tiếp khách cho tao. Không tiếp khách cho tao. Anh đi mà. Chứ nhất. Thôi quỷ. Mày dám giành khách của tao hả? Nè, tao nhịn mày lâu rồi. Mày đừng có hòng ăn hiếp được tao. Còn khốn nạn này. Ê, nè nè, bà kia, bà làm gì vậy? Nè nè, bà làm gì vậy? À, đừng mà. À. Tại vì tôi không biết đi đâu hết trơn á. Bây giờ bà đi đâu, ở đâu không liên quan gì tới tôi nữa hết. Tại sao anh đối xử với má của anh kỳ cục vậy? Hả? À, Liên. Trả đây. Ta không còn tiền nữa nào. Ôi này. Không có tiền hả? Không có tiền tôi lấy xe. Má ơi, anh em. Bà chủ. Bà chủ. Bà chủ. Bà chủ. Mày tính ta đập nát cái mặt mày không mày? Tất cả tài sản đều thuộc về cô. Nếu như bây giờ chia một phần tài sản cho anh Niên thì tài sản ấy cũng tan theo mây khói. Về thủ tục xin nhận làm con nuôi á, hồ sơ đã hoàn tất.
Bây giờ á, cô Chiêu Dương chính thức là con nuôi của bà. Bản di chúc. Thôi được rồi, tôi đang mệt. Chính tôi đã thảo bản di chúc này. Tôi kêu Chiêu Dương đánh máy lại. Luật sư chỉ cần đưa tôi ký luôn. Dạ được. Đó là câu chuyện cô kể về từ phía cô. Và chính cô cũng thừa nhận là cô đã lừa lọc và chiếm đoạt tài sản của con ruột người ta. Cô cũng nham hiểm thật đó. Không chừng cô cũng giết luôn mẹ nuôi của mình. Tôi thật là kinh tởm. Cô ra khỏi nhà tôi. Tôi không muốn có người con dâu như cô. Đi ra khỏi nhà tôi ngay. Tất cả những gì tôi nói đều là sự thật. Cô ta là một kẻ cướp trắng trợn. Cô ta đã lấy đi tài sản của tôi, cho người bắt tôi, đánh đập tôi và giam lỏng tôi. Cũng may mà tôi thoát được. Tôi không thể nào tin đây là sự thật. Tôi không tin. Bà hãy nhìn kỹ những tấm hình đó đi. Nó không thể là giả được. Bà cũng có thể lên Sài Gòn tìm những người đã từng làm ăn với má tôi để hỏi thăm về cô ta. Trời ơi, tại sao nó dám lừa với cả nhà này với một lý lịch không rõ như vậy? Không, nó không thể nào trở thành con dâu nhà này được. Cô ta là một kẻ sống hai mặt. Mọi người đang nhìn thấy khuôn mặt giả dối mà cô ta khoác lên để bước vào căn nhà này một cách đàng hoàng. Còn bộ mặt kia, cô ta không khác nào một con quỷ. Ngày má tôi mất, cô ta không báo tin cho tôi, còn giam tôi trong trại cai nghiện, lấy hết tất cả tài sản thuộc về tôi. Hiếu à, con nói thật cho má và cô hai biết đi. Con có biết chuyện này không? Con có biết con người thật của Chiêu Dương như lời cậu Niên vừa nói không? Hả? Con cũng như mọi người, con mới biết chuyện này thôi. Anh cũng bị cô ta lừa gạt như là mọi người thôi. Thật sự là con không quan tâm lắm đến những chuyện riêng tư trong quá khứ của Chiêu Dương. Chỉ nghe cô kể những chuyện xảy ra theo một hướng khác thôi. Cô ấy là trẻ mồ côi, lớn lên được mẹ nuôi đem về dạy dỗ, sau khi chết để lại tài sản. Có phải cô ấy kể cho con nghe như vậy không? Thật sự là tôi đã xuất hiện để cảnh báo mấy người rồi, nhưng mà cô ta đã phát hiện ra tôi. Cô ta cho người bắt giam tôi lại và đánh đập tôi, hành hạ tôi sắp chết. Đó là sự thật. Không thể chấp nhận được một người con gái có tư cách và đạo đức như vậy. Hiếu à, một người như vậy không thể làm vợ con được. Hiếu à, suy nghĩ lại đi con. Hiếu à, cô đồng ý với má con, đừng ham giàu có địa vị gì của người ta. Điều quan trọng là nhân cách của con người. Chiêu Dương là một cô gái bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích. Nó không thể nào trở thành vợ. Ah!
chuyện gì vậy? Hả? Cô? 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 Cô có sao không vậy? Dựa đây đi cô. Dựa vô đi cô. Cô chủ, cô bị sao vậy? Tôi nhức đầu quá. Tôi đã ngủ bao lâu rồi? Cô chủ ngủ 2 ngày 2 đêm rồi đó. Mà sao cô ngủ dữ vậy? Tôi mất ngủ. Có lẽ là tôi uống thuốc ngủ quá liều. Nhưng mà tôi muốn ngủ. Tôi sợ phải thức lắm. Cô nói gì mà tôi không có hiểu gì hết á. Mấy hôm nay anh Hiếu có về nhà không? Dạ. Mấy bữa nay không thấy cậu ấy tới. Thôi, cô ngồi đây nghỉ đi. Tôi pha nước cho cô tắm. Các anh làm ăn kiểu gì vậy? Chỉ có một thằng nghiện thôi mà các anh cũng không kiểm soát được nữa là sao? Xin lỗi cô, đã để cái điều đáng tiếc đó xảy ra. Mà thật ra tôi cũng đã cho tụi nó một trận rồi. Xin lỗi hả? Xin lỗi thì được cái gì chứ? Hả? Các người có biết là các người thả con nghiện đó ra? Nó đã hủy hoại cả cuộc đời của tôi. Nó hủy hoại. Dạ, con mời bác uống nước. Đúng lý ra tôi không bao giờ đến chỗ này, nhưng cô luôn luôn biện minh cho mình là đúng. Vậy cô có lời nào giải thích với tôi về những chuyện đã xảy ra? Dạ, thưa bác, con... Sự thật đã rõ như vậy, cô định biện minh tội ác của mình bằng cách nào đây? Thực ra con có nỗi khổ riêng, mong bác hiểu cho con. Trình độ của tôi thấp kém, nên tôi không hiểu được hạng người cao sang lắm thủ đoạn như cô đâu. Mọi chuyện giờ đã dở lợi. Không những anh biết, mà ngay cả gia đình dòng họ anh đều biết. Bây giờ chúng ta mở trang 32 và đọc theo cô nha. Dạ. Công cha như núi Thái Sơn. Công cha như núi Thái Sơn. Hỏi nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha. Một lòng thờ mẹ kính cha. Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Giỏi quá, vỗ tay nè. Thank you.
Dạ con nghe má. Con hả? Con sao rồi? Dạ con không sao đâu má yên tâm. Má lo cho con quá. Con xin lỗi đã làm cho má phải lo lắng. Điều quan trọng bây giờ là con phải tránh xa đứa con gái đó ra. Má không chấp nhận đứa con gái như vậy. Hiếu. Hiếu. Con có nghe má nói gì không? Hiếu à. Dạ con nghe đi má. Má chỉ có một mình con là con. Cả dòng họ đều đặt hy vọng vào con. Vợ con phải là người có tư cách và đạo đức thì mới bước được vào nhà này. Con hiểu chưa? Dạ má ơi, má cho con thêm thời gian nha má. Nếu chưa Dương thay đổi, con xin má hãy cho con ấy một cơ hội. Bản chất con người khó mà thay đổi được. Một người bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích của họ thì họ mãi mãi là kẻ toan tính. Thôi má ơi, bây giờ con mệt mỏi lắm rồi, má đừng có nói nữa. Con cúp máy nha má. Hiếu. Hiếu, nghe má nói nè. Mợ ba, có chuyện gì nữa hả mợ ba? Dạo này thằng Khương còn quấy rầy con không? Dạ cũng vậy à. Nhưng mà con không có sao đâu. Ba đừng có lo cho con. Con lớn rồi, con biết cách đối phó mà. Con hiền lành như vậy đối phó làm sao được với thằng Du Côn đó. Ba, lúc má con còn sống á, chắc là cũng hiền lành lắm phải không ba? Mm-hmm.
kỳ thiệt. Mỗi lần nhắc tới má là ba không vui. Tại sao không chịu nghe máy vậy con? Không biết có chuyện gì xảy ra với con không nữa. Từ từ thôi anh. Từ từ. Trời ơi. Trời ơi trời. Trời ơi. Sao vậy nè con? Ngồi xuống, ngồi xuống. Đi đâu giờ này mới về hả con? Biết giờ mấy giờ chưa? 3 giờ sáng rồi đó. Trời ơi, nồng nặc mùi rượu quá. Lại say mềm nữa chứ. Má anh hả? Bà nội của anh. Con nói gì vậy? Con chào bác. Cảm ơn con đã đưa con trai cô về. À, xe còn ngoài á, cô về đi nha. Con đâu. Hiếu ơi là Hiếu, con vì Chiêu Dương mà con hành hạ bản thân mình như vậy sao? Dạ thưa bác. Dạ con chào bác. Cô còn tới đây để làm gì? Dạ con muốn gặp anh Hiếu. Cô về đi, đừng làm phiền con trai tôi nữa. Dạ thưa bác, con chỉ muốn nói là cô không xứng đáng với con trai tôi đâu. Một đứa con gái quỷ quyệt như cô có thể làm vợ con trai tôi sao? Tôi nhắc lại một lần nữa cho cô nhớ, cấm cô liên lạc với thằng Hiếu. Đi về. Bác ơi, hãy để cho nó được yên đi. Bác nghe con giải thích đi bác. Con anh Hiếu. Má, má cấm con giao du với cái loại người này. Má có chết cũng không cho cái loại người này vào làm dâu nhà mình đâu. Em về đi, anh không muốn gặp em. Chuyện của mình đã kết thúc rồi. Anh cho em một cơ hội đi. Cơ hội? Một người con gái thủ đoạn như cô sẽ không bao giờ có cơ hội đâu. Cô đi về đi. Về ngay. Từ bỏ tất cả, em đã phải đánh đổi như thế nào để có được ngày hôm nay. Anh không biết là em đã phải trải qua cuộc sống khốn khổ như thế nào đâu. Em sợ lắm, nhưng em không thể. Thank you.
Trời, chơi thuốc nha. Ừ. Chơi. Tất cả đứng im. Chạy đi. Chạy. Chạy. Tinh thần đi. Không, tao không đi đâu hết. Nếu mà em tao, tao chắc cắn nữa tao chết. Tao đã mãn nguyện khi đã lột được cái bộ mặt thật của mày với nhà chồng tương lai. Bây giờ mày bây giờ cô muốn xử lý nó sao đây? Tống nó vô trại cai nghiện ngay cho tôi. Cô cũng thông cảm đi, cho tôi giữ nó hết ngày hôm nay. Bởi vì mấy thằng đàn em cũng đến chưa kịp. Nhưng mà cứ để cho nó đói thuốc như vậy, nó la hét tôi sợ mọi người xung quanh phát hiện mình giam giữ người trái phép đó. Vậy em tính sao? Chắc phải cho nó vài tép để cho nó không la hét, sau đó mới chở nó vô trong trại cai nghiện được. Vậy được không? Thôi thì tùy mấy anh, muốn làm gì cũng được. Khi nào xong việc thì báo cho tôi sẽ trả anh sao? Ok. Dạ, alo, ai đầu dây ạ? À? Bà có phải là người thân của anh Võ Hiếu hay không? Dạ phải ạ. À. Tôi báo cho bà biết một tin, con bà đã bị bắt. Dạ, con tôi bị can tội gì mà bị bắt vậy chú? Anh ấy chứa và sử dụng chất cấm trong vũ trường. Trời ơi. Bà ba, bà ba, có chuyện gì vậy mà ba? Con ơi, sao? Thằng Hiếu đã bị công an bắt rồi con. Hả? Sao mà bị bắt? Nó đi vũ trường rồi bị bắt. Trời ơi, nhưng mà đi vũ trường sao mà bị bắt? Ở trong người nó có chứa chất cấm con ơi. Trời ơi, chứa chất cấm. Chết rồi. Vậy là xuân này con không về rồi. Thôi thôi, để con báo cho má con biết. Nhưng mà ba thấy sao? Thấy trong người sao hả bà ba? Đi báo cho má con biết đi, không sao đâu. Dạ dạ dạ. Trời ơi. Hiếu ơi Hiếu, bây giờ mà phải làm sao đây con? Trời ơi là trời. Cho dù em đã có tất cả, nhưng mà đời không có anh thì trở nên vô nghĩa. Mời vào. Anh Phong. Anh tới để giao cho em bộ hồ sơ hoàn công khách sạn Romy Tiết Ba. Vậy là cuối cùng mọi việc cũng đã hoàn tất. Anh báo với lại bên bộ phận PA nói là chuẩn bị chương trình khai trương luôn nha. Trong chuỗi khai trương lần này, anh định mời giám đốc của những công ty lớn tới tham dự để biết được thực lực và sự hiện đại của hệ thống khách sạn của mình. Đã bỏ tiền ra thi công xây dựng được thì chúng ta không nên tiếc tiền cho công cuộc PA, đặc biệt đối với những khách hàng tiềm năng. Anh phải công nhận, từ lúc mà cô Bích Ngọc mất, em lên nắm quyền điều hành, công ty lên như diều gặp gió.
Thật ra cũng nhờ anh em trong ban giám đốc đồng lòng và trợ giúp, chứ một mình em thì làm được gì. Em là vị thuyền trưởng dẫn dắt con tàu giữ sóng vào bờ thành công. Sẽ không có sóng gió nào quật ngã được em cả. À, anh về phòng làm việc đi. Tôi nghe đây anh Hải. Thằng niên nó sốc thuốc nó chết rồi. Vậy là cũng hết một kiếp người. Chết rồi. Cái này là do anh ấy chuốc lấy, không liên quan gì tới con hết. Con đã một mực thực hiện theo tâm nguyện của má, nhưng anh ấy không còn tính người. Anh ấy tự đi tìm đến cái chết. Con rất lấy làm tiếc. Xin lỗi má. Má hãy hiểu cho con nha má. Muốn cái gì? Đây, tất cả mọi người hãy nhìn đi. Đây là quá khứ của nàng dâu của cái nhà này. Nó xuất thân từ một đứa dọn toilet rồi leo lên làm gái quán bar. Tao nghe nói mày sắp được ra phải không? Mày có bắn tên cho tụi nó biết chưa? Để làm gì?
Chào thủ trưởng. Chào cán bộ. Cứ làm việc đi. Dạ chào cán bộ. Chào chú. Dạ. Nè. Dạ. Lại đây chú dặn chút. Dạ chào cán bộ. Cá biển dạo này nhiễm độc do xả thải nên hạn chế cho anh em ăn, nên thay bằng thịt hoặc cho anh em ăn cá đồng nha. Dạ. Tâm trạng sao khi sắp rời khỏi chỗ này? Dạ cũng khó tả lắm chú. Tả thử cho chú nghe coi. Dạ buồn vui lẫn lộn, nôm na mà cũng lo lắng lắm chú. Khó tả thiệt. Sao nhiều cảm xúc vậy? Có lẽ những năm tháng ở trong này đã cho con trưởng thành hơn, không còn nghĩ đơn giản hay một chiều nữa. Mục đích của cải tạo và giam giữ phạm nhân, ngoài sự răn đe và phải trả giá cho những tội lỗi đã gây ra, thì điều chủ yếu là làm sao thay đổi được nhận thức và quan điểm sống của họ, để khi quay về hòa nhập với cuộc sống thì họ hoàn toàn có cái nhìn mới, mới biết sống có trách nhiệm với bản thân và cuộc đời này hơn. Dạ, cũng may là nhờ có những cán bộ có tấm lòng bao dung như chú mà tụi con không có cảm giác bị lạc lõng hay tách biệt. Sự cảm hóa con người cao nhất là tình thương chú à. Mai đi rồi, chú cháu không còn gặp nhau thường xuyên. Rảnh rỗi thì ghé nhà thăm chú nghe. Dạ. Địa chỉ con biết rồi. Dạ. Giờ có cần gọi điện thoại về nhà báo cho người thân biết hay không? Dạ thôi, con muốn để cho má con bất ngờ. Đó là người con cần phải quỳ xuống để tạ tội sau khi con được ra khỏi đây. Nếu muốn thay đổi, trước tiên chúng ta phải thay đổi bản thân. Và muốn thay đổi bản thân một cách hiệu quả thì chúng ta phải bắt đầu thay đổi từ việc nhận thức của mình. Con hiểu không? Dạ. Thôi lo làm việc đi. Dạ. Con cầu xin của quyền thất tổ dòng họ Võ phù hộ cho đứa cháu đích tôn Võ Hiếu đang phải thụ án trong tù. Xin cho nó sức khỏe và bình an. Anh ơi, anh có sống khôn thác thiên thì phù hộ cho con trai của mình nha anh. Không bao lâu nữa là con đã trở về với em rồi. Đó là cũng do em, là do em chưa dạy dỗ cho con em đến nơi đến chốn. Cái lỗi lớn nhất của mợ là quá yêu thương nuông chiều nó đó. Dạ. Vậy cố gắng lo làm ăn đi nha. Dạ, cảm ơn anh. Anh về đi.
Ê, bé ra hả? Đi không, tôi chở cho. Đi đâu vậy? Cậu xui lắm. Bước ra khỏi chỗ này là phải đi thẳng, nếu không muốn vô một lần nữa. Ngã ở đâu sẽ đứng lên ngay tại đó. Quay đầu nhìn lại có nghĩa là không chạy trốn hay chối bỏ quá khứ. Có như vậy mới đủ sức mạnh để mà bước tới tương lai. Nón nè. Kéo. Anh. Chúc mừng em mới ra trại nha. Khỏe mày, lâu lắm mới gặp hả? Sao tụi bay biết tao ra mà tới đây vậy? Tại sao tụi tao biết không quan trọng. Quan trọng là cả hội đã có mặt ở đây để đón mày. Anh, chẳng những tụi em tới đây đón anh mà tụi em còn chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn để chờ anh ra nữa kìa. Dạ bây giờ nhiệm vụ của anh chỉ là đi theo tụi em thôi, còn mọi chuyện để tụi em lo ha. Tao và cả hội ở đây đón mày. Mày theo tao đi, lên xe. Đấy. Cảm ơn tụi bay vẫn còn nhớ tới tao. Nhưng mà tao đã học hỏi được rất nhiều điều sau cánh cửa này. Ủa, bây giờ mày biết sợ rồi hả? Sợ cũng là một cảm xúc tốt. Biết sợ khiến người ta bớt ngông cuồng hả? Anh, ý anh là sao? Sao nói lòng vòng quà vợ? Đi. Cảm ơn mọi người đã nhớ đến tôi. Đừng tìm tôi nữa. Phải do Hiếu không vậy? Cảm ơn mọi người. Nói nè cậu. Mày muốn thoát hả? Không lẽ rồi nhỏ Hiếu à? Sao đúng lúc vậy? Em luôn quan tâm đến những gì xảy ra với anh mà. 3 năm trôi qua rồi, còn gì để em nhớ? Em đã từng muốn quên, nhưng mà tất cả vẫn nằm nguyên vẹn ở trong tim em. Em về đi, đừng gặp anh nữa. Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Anh Hiếu, chúng ta có thể bắt đầu lại được mà, nếu anh cho em một cơ hội. Thôi được rồi, tạm thời mình không nhắc chuyện cũ nữa. Bây giờ em đưa anh về được không? Cảm ơn em. Một thằng tù có gì mà phải đưa đó. Anh tự vô đó được, anh tự tìm đường về nhà được. Mở ba, mà biết không, hồi tối á, tôi coi truyền hình á, ta đưa tin á là thực phẩm bây giờ á, ăn vô bị ngộ độc quá chừng luôn à. Ai cũng lao động để mà kiếm sống, nhưng mà làm nghề nào cũng phải có cái tâm. Nếu như người nông dân á, chạy theo cái phong trào sử dụng thuốc kích thích, thuốc trừ sâu không có an toàn, sản lượng thì tăng, nhưng chất lượng thì không có. Hậu quả đến tay người tiêu dùng là thứ hàng độc hại, ảnh hưởng tới sức khỏe của người tiêu dùng. Liệu lấy cái cục tiền đó ăn ngủ có ngon không? Mợ ba nói đúng á, nhưng mà lòng tham con người á khiến cho họ mờ mắt, chứ không phải là họ không biết đâu. Báo đài á đưa tin rần rần hà, tác hại sử dụng thuốc tăng trưởng không rõ nguồn gốc, nhưng mà nhiều người họ vẫn xài. Nói nào ngay á, hồi đó tôi không có để ý lắm. Nghe lời người này nói thuốc này tốt, thuốc kia hay, là tôi mua về tôi xài liền. Nhưng từ khi mợ nói cho tôi biết tiêu chuẩn để thu mua trái cây sạch
thì tôi thấy mà nói lại đúng á. Có những người trồng rau, trồng trái cây, biết ăn vô là đổ bệnh. Họ ngăn không cho con cháu họ ăn, nhưng mà để cho con cháu người khác ăn. Theo em á, đó chính là tội ác đó chị. Tôi nghe họ nói á, trái cây Trung Quốc bây giờ nhập về nhiều lắm. Họ sử dụng chất bảo quản gì nè, mà để cả năm mà không thối nó mới ghê chứ. Đúng rồi đó chị. Nhiều người á, họ đâu có dám mua ăn, vì họ sợ họ bệnh. Cái họ quay qua họ đi tìm trái cây nội của mình nè, nhưng mà đâu có phải dễ mua loại sạch và chất lượng đâu. Tây Tàu hại chết mình hồi nào em không có biết, nhưng mà em thấy trước mắt người Việt mình á, hại người Việt mình. Biết đọc mà vẫn xài, biết sai mà vẫn nhập. Đó là ý thức, đó là trách nhiệm đối với cả cộng đồng và thế hệ con cháu mai sau. Bà ba. Dì con. Dạ. Nè. Chị lựa kỹ nghe chị. Dạ tôi bà biết ba rồi. Coi kiểm tra hóa đơn coi nó đúng không. Đưa đây mở coi. Dạ. Đúng rồi đó con. Dạ. Con. Con cầm cái này đi thu tiền cho mợ ba đi. Dạ, con đi. Con đi nghe mợ ba. Ừ. Đi cẩn thận nha con. Dạ. Con muốn ăn gì không? Nói tôi tấp vô nghe. Dạ thôi, em chỉ muốn về nhà. Chắc ông bà già cậu mừng lắm á. Bà em mất lúc em 12 tuổi, giờ chỉ còn má thôi. Ngày xưa cậu cũng dữ lắm phải không? Thôi, cố lên, về nhà làm lại từ đầu. Cưới vợ, sinh con, để cho bà ẩm bồng. Như vậy là đã hiếu cho bà rồi. Đây, 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 tới rồi anh. Anh cho em gửi tiền. Trời, sao nhiều vậy? Có nhiều đâu. Đây là những đồng tiền cuối cùng em cầm ra từ trại giam đó. Em không muốn đem nó vô nhà. Ngày mai em sẽ đi làm để kiếm những đồng tiền mới. Mình giỏi nghe. Cố gắng tu tâm dưỡng tính. Dạ, cảm ơn anh. Bố mới về hả con? Nghỉ ngơi chút đi, rồi giao chuyến cuối cho kịp chuyến xe về thành phố luôn. Để má đi đón con. Có vui vẻ gì đâu mà báo hả má? Con muốn má bất ngờ. Má.
Thôi được rồi, con về nhà là tốt rồi, mọi thứ không còn quan trọng nữa. Má ơi, má ơi, má ơi, má, thằng Hiếu con cậu ba học về rồi má. Má, má ơi, má tha thứ cho con nha má. Đừng lên đi rồi nói. Yêu thương và tha thứ, đó là điều tất nhiên mà các bậc làm cha làm mẹ luôn dành cho con cái. Má chỉ mong từ giờ trở đi, con làm điều gì con phải nghĩ sâu hơn. Không những nghĩ cho bản thân, mà còn phải nghĩ cho những người thân bên cạnh con. Con biết không, một con ngựa đau, cả tàu bó cỏ. Từ khi con xảy ra chuyện, má và cô hai của con chưa có ngày nào an lòng hết. Dạ má. Hiếu. Dạ. Cô hai. Trời ơi, con khỏe không con? Dạ con khỏe. Cô hai khỏe không? Cô khỏe. Dạ. Anh Út Mót. Ừ. Khỏe không anh? Khỏe. Ủa, chuyện này vui quá trời mà sao khóc lóc sùm vậy? Thằng quỷ, sao mày về bất ngờ vậy? Tao nghe nói là còn một năm nữa mới về mà. Dạ, em kể tàu tốt nên được ra trại sớm anh à. Ừ. Đâu, có ốm đi không? Để cô hai coi. Cái gì vậy má? Bình thường. Trời ơi, con thấy còn mập hơn con nữa kìa. Ốm gì mà ốm. Ê, coi bộ cơm tù chất lượng rồi nha. Đồ quỷ nè. Ủa dạ. Ăn nói phải giữ mồm giữ miệng. Cái gì tù tội ở đây? À, dạ, tại vì cái miệng con nói trước, rồi cái đầu con mới suy nghĩ sau. Dạ không sao đâu cô hai. Anh Út anh không có nghĩ gì đâu, mà phải có người nhắc vậy con mới biết sợ chứ. Chỉ có mày mới hiểu tao thôi. Thôi bây giờ tao ra đằng sau tao làm con gà, lát nữa hai anh em mình lai rai ha. Dạ. Đi. Dạ. Chị hai, em mời chị hai ngồi uống nước. Ờ, khoan đã. Hiếu à, con vào đốt nhang để báo với ba con, báo với tổ tiên ông bà là con đã về nghe con. Đi đi con. Xuống đi chị. Con rót nước cho cô hai uống đi con. Má ra sau giường chút má vô liền. Dạ. Chị hai ngồi ở đây nha. Ừ. Má con đi đâu mà gấp gáp con biết không? Má con làm gì cũng có lý do mà. Con mời cô hai uống trà. Ừ. Hiếu à. Dạ. Con thật là may mắn khi có một người mẹ như vậy. Từ lúc ba con mất tới giờ, má con không có muốn đi bước nữa, mà đã hy sinh âm thầm để chăm sóc cho con. Với cô á, là chị chồng nè, mà cô còn phải tâm phục khẩu phục với đứa em dâu này. Dạ con biết chứ, nên con thấy có lỗi với má con lắm. Thôi, mình bỏ qua hết đi, làm lại từ đầu nghe con. Dạ. Má. Biết cái gì đây không? Dạ. Lá bưởi, lá xả. Tắm hai cái thứ này thì mọi thứ xui xẻo trên người con á đều biến đi hết luôn. Ngày mai sẽ là một ngày mới nha con. Ừ. Đợi chút nha, má xuống với má nấu để cho con tắm liền. Dạ. Chị ngồi đây nghe chị. À. Thank you.
Alo. Quý hả? Tao nè. Trời đất, có phải mày không vậy Hiếu? Đó đó. Trời ơi, thằng Quý, mày về rồi hả? Về hồi nào? Trời ơi, sao không báo với tao? Tao lấy xe trước mày. Mày khỏe không? Rồi khi nào mày gặp tao? Mày làm gì? Mày bắn La Phan một tràng như vậy, rồi tao biết trả lời câu nào trước câu nào sau. Tao mới về. Mày là thằng bạn đầu tiên tao gọi đó. Mà đi tù mày làm như đi du lịch đưa đón. Tao ở nhà với má tao vài bữa rồi gặp mày nha. Được rồi, mày cứ yên đó đi, ngày mai tao gặp mày ha. Con nói chuyện với thằng Quý đó hả? Dạ, thằng bạn chí cốt của con. Kêu nó bữa nào về thăm má nha. Giờ má qua nhà cô hai có chút việc nha. Dạ. Alo. Má tao. Má mới hỏi thăm mày đó. Má biết rõ mối quan hệ chí cốt của tao với mày. Thì tao cũng coi má mày như là má của tao mà. Cảm ơn mày nghe. Từ ngày tao vô trỏng, cũng may là có mày thường xuyên tới thăm nom má tao. Lần nào vô thăm má tao cũng nhắc mày hết. Má mày là một người có học thức rộng, trải nghiệm và nhiều hiểu biết. Ngoài cái chuyện tao thăm nom động viên má mày á, vì tình thân của tao với mày. Mà quan trọng nhất mày biết gì không? Là khi tao ở gần cô á, tao học hỏi được rất là nhiều điều. Công việc mày ổn không? Tao ổn. Còn mày á, mày có dự tính gì chưa? Hiện tại thì chưa. Chắc phải nghỉ ngơi một thời gian, cho bình tâm trở lại rồi mới tính tiếp được. Ừ đúng rồi đó. Mày đừng có vội vã. Cứ cần gì á, mày cứ nói tao đi. Tao giúp được gì á, tao giúp cho. Chỗ bạn bè tình thân với nhau, mày đừng ngại ngùng gì hết. Rồi biết rồi. Thôi bây giờ tao phải làm một việc quan trọng cho má tao đây. Gặp mày sau nha. Rồi, ừ, bye mày, mày gặp lại. Vậy ha, bye mày. Hiếu. Má. Con pha trà cho má hả? Dạ, con mời má uống trà. Lâu lắm rồi con mới có dịp pha cho má tách trà táo đỏ. Con vẫn nhớ thói quen của má. Làm sao con quên được? Thói quen đặc biệt của má mà. Sở thích này má thừa hưởng từ bà ngoại của con. Thời con gái, má đã nghiện loại thức uống đặc biệt này. Con còn nhớ lúc ba con còn sống, ngày nào ba cũng tự tay pha tách trà này cho má. Bây giờ trách nhiệm đó sẽ thuộc về con. Cảm ơn con nhiều lắm. Hạnh phúc đơn giản của má chỉ có vậy thôi. Thank you.
con pha ngon đó. Con. Dạ. Má mới qua nhà cô hai bàn chuyện của con đó. Sáng mai má với cô hai và con sẽ đi chùa. Má muốn tạ lễ, cảm ơn trời Phật đã cho con bình an trở về. Dạ. Giờ thì con nghỉ ngơi đi, cứ làm những gì mà mình thích để đầu óc con được thanh thản, không cần phải vội. Một thời gian ấy, tâm con bình ổn rồi á, thì lúc đó tính chuyện cho tương lai nha con. Dạ. Nếu chúng ta luôn nhìn sự việc theo một cách đa chiều và tích cực, má lại nghĩ không có khoảng thời gian nào là vô ích. Đừng khóc với những gì đã qua, hãy mỉm cười vì nó đã xảy ra. Nhờ vậy mà con sẽ trưởng thành hơn. Dạ. Con cảm ơn má. Con cần có má. Má mãi mãi là chỗ dựa tinh thần cho con. Vì con là con của má mà. Dạ. Má uống trà đi má. Ngon lắm con. Lời giải thích nào từ cô, nếu cô còn chút tự trọng thì đừng bao giờ xuất hiện trước cửa nhà tôi một lần nữa. Và còn điều này, hãy tránh xa con trai tôi ra. Đó, tôi nói rồi mà cô không chịu nghe. Vợ mà ba tôi thấy là có chuyện mà. Má, má với cô hai vô nhà trước đi, con vô liền. Má không muốn uổng mất thời gian với hạng người này. Hiếu à, con nhớ con hứa với cô điều gì ngày hôm qua không? Đừng để má con buồn lòng nữa. Dạ. Thôi mình vô. Lì thiệt chứ. Má, má, má. Công nhận nhỏ này nó đẹp thiệt chứ, nhưng mà nó dai như đĩa đối vậy đó. Bộ nó tính trù cho thằng Hiếu tới chết luôn hay sao nó mới vừa lòng á. Cái thằng này, dạ, bớt cái miệng chút xíu được không? Mợ ba mày đang buồn kìa. Anh nghĩ em không nên tới đây thì hay hơn. Anh cho em số điện thoại đi, em sẽ hẹn anh ra chỗ khác. Mình còn hẹn hò với nhau được hả? Em về đi, anh đang cần sự yên tĩnh. Anh nhỏ Hiếu ơi, em sai rồi, em sẽ từ bỏ hết tất cả. Em cần anh. Đừng đặt hy vọng vào anh nữa. Mọi thứ đã đi quá giới hạn rồi. Nhỏ Hiếu, nhỏ Hiếu à, em nhớ anh lắm. Nhỏ Hiếu. Ha ha ha.
Tao mà không lôi mày ra khỏi nhà, chắc là mày tính giam lỏng mình luôn đúng không? Có đâu. Tại tao chỉ muốn tận hưởng sự yên tĩnh trong không gian riêng của mình một thời gian. Hiếu nè, tao rất hiểu tâm trạng của mày lúc này, nhưng mà mày nên ra ngoài đi, để cho đầu óc nó thư thả hơn. Tao không có trốn tránh như mày nghĩ đâu. Vô. Được, mày nói như vậy á là tốt đó, tao yên tâm rồi. Ê tụi bay. Vô Hiếu kìa. Chứ tao chỉ sợ là... Sợ gì? Ê anh, phải không? Sao rồi mày? Tỉnh táo lại chưa? Tụi tao á hiểu tâm trạng mới ra tù của mày mà, không ai trách mày đâu. Anh, trước đây anh từng là bạn trai của em, sao bây giờ anh lạnh lùng với em, với các bạn của anh như vậy? Bây giờ khác rồi. Mọi người chơi đi, tôi không tham gia. Võ Hiếu à, mày đành rời xa đường đua như vậy sao? Ông Hoàng tốc độ mà bây giờ bèo nhờ như vậy à? Thôi, tụi tao không ép mày. Khi nào mày muốn tham gia lại hội á, thì hội sẵn sàng quan nghênh mày thôi. Tao không quay lại đâu, mà tụi mày cũng nên tìm việc gì đó có ý nghĩa làm đi. Đừng có bán mình cho con ma tốc độ và những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng như vậy, không tốt đâu. Có lẽ là mày được cải tạo tốt rồi đó, nhưng tao thấy hình như mày bị tẩy não rồi đúng không? Thanh niên mà sống nghiêm túc như kiểu mày nói, tao thà chết còn sướng hơn sống cuộc đời nhạt nhẽo như vậy. Thôi, các anh cứ mỉa mai người yêu cũ của tôi hoài. Bây giờ người ta đã cải tà quy chánh rồi. Sao cũng được, tôi nghĩ mấy người nên quên tôi đi, coi như tôi chưa từng có mặt trong hội ha. Thôi, không có sao. Chắc mày mới ra tù á nên mày khó chịu trong người. Khi nào mày hòa nhập lại á, tìm tụi tao tiêu khiển như trước đây. Đừng có để ý lời nói tụi nó làm gì. Thôi đi. Anh, thôi em đi nha. Mong một ngày nào đó anh sẽ gia nhập lại hội. Nói thiệt nghe, tao không thích đám bạn của mày một chút nào. Nhìn thấy tụi nó cứ ngông ngông nghênh nghênh sao sao á. Vậy mà có một thời tao cầm đầu cái hội đó. Đúng là ai cũng có một thời điên thật sự đúng không? Vô. Uống hết ly này rồi chị. Ừ, chắc bà già cũng chờ cơm hai thằng nhà. Võ Hiếu à, mày đành rời xa đường đua như vậy sao? Ông Hoàng tốc độ mà bây giờ bèo nhờ như vậy à? Thôi, tụi tao không ép mày. Khi nào mày muốn tham gia lại hội á, thì hội sẵn sàng quan nghênh mày thôi. Tao không quay lại đâu, mà tụi mày cũng nên tìm việc gì đó có ý nghĩa làm đi. Đừng có bán mình cho con ma tốc độ và những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng như vậy, không tốt đâu. Có lẽ là mày được cải tạo tốt rồi đó, nhưng tao thấy hình như mày bị tẩy não rồi đúng không? Thanh niên mà sống nghiêm túc như kiểu mày nói, tao thà chết còn sướng hơn sống cuộc đời nhạt nhẽo như vậy. Anh Võ Hiếu ơi, em sai rồi. Em sẽ từ bỏ hết tất cả. Em cần anh. Đừng đặt hy vọng vào anh nữa. Mọi thứ đã đi quá giới hạn rồi.
Ủa má, sao con ngủ giờ này lau xe là sao? Má vẫn gìn giữ sạch sẽ mà, ngày nào cũng lau, không có một hột bụi nào bám vô. Dạ. Con cảm ơn má đã giữ gìn chiếc xe cho con. Nó vẫn bóng loáng và bắt mắt khi con nhìn thấy nó. Má biết sở thích của con là lái xe mô tô, má không cấm. Nhưng mà con đừng nói với má là con quay lại cái hội đua xe của con đó nghe. Con đã hứa với má là không làm cho má lo lắng nữa mà. Con từ bỏ tất cả những thú vui vô bổ đó, nhưng má cũng cho con thêm thời gian để con tìm cách tuyệt vời với đám bạn của mình. Và tìm lại sự bình yên trong tâm hồn. Má nghe Quý nó nói hội bạn mô tô gặp lại con, họ chèo kéo khích bác. Má sợ con quay lại đường cũ quá à. Má ơi, thằng Võ Hiếu của má bây giờ khác xa với thằng Võ Hiếu ngỗ nghịch cách đây 3 năm rồi. Bây giờ con có thể làm chủ cảm xúc của mình, không dễ bị người khác kích động đâu, má đừng có lo. Má tin con. Sau khi gấp nhãn, điều quan trọng là chúng ta học được những gì. Một người không hề phạm sai lầm sẽ không bao giờ đổi mới. Con cảm ơn má đã tin tưởng con. À má, có chuyện này con muốn xin phép má. Con nói đi. Con muốn đi xa một thời gian, con cần đi đâu đó để suy nghĩ, để tận hưởng những chuyến phượt. Và điều quan trọng là con muốn tránh xa đám bạn bè cũ của con. Má cho phép con nha má. Con đi có một mình hả? Dạ.